Mình xin chào các bạn. Món ăn của mình hôm nay là mình chia sẻ với các bạn là cua biển rang cháy tỏi bơ nha các bạn. Đây mình cũng xin giới thiệu các bạn, mình cũng mua con cua này, cua gạch đó các bạn. Con là hơn nửa ký. Nên một hơi mình cũng rửa sạch này các bạn. Mình cũng để rửa sạch sẽ rồi các bạn, mình lấy cái bằng chải, mình mua cái bằng chải đánh răng á. Về mình chà mình rửa. Từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong luôn nè các bạn. Mà nó còn sống nữa, thấy không? Quá trời luôn, to. Đây một chút xíu là mình luộc. Mình luộc xong rồi mình mới cháy tỏi với bơ. Đây còn gia vị. Đây mình sử dụng là 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 1 củ tỏi với 2 trái ớt. Để một chút là mình cháy chung với tỏi luôn. Còn bơ, đây là mình dùng là bơ Trường An nha các bạn. Để một chút xíu nữa mình để vô trong cua luôn. Rồi đây là tiếp theo là mình đi luộc cua trước nha các bạn. Đây cái nào mình đã bắt nước lên rồi nha các bạn. Mình để cua vào. Rồi mình để nước ít ít thôi. Đừng để nước nhiều quá đâu, không có ngon con cua. Đây mình để nắp lại khoảng chừng cái cua gạch đó, mình luộc khoảng chừng 15 phút. Mình nó nhắc xuống. Bây giờ mình dỡ nắp cua ra nha các bạn. Mình chở qua bên đây. Cua nó còn sống á, mình sợ lỡ cục dây da nó bò đi, mình cột cục dây lại, mình lấy cục dây da. Ừ, cua này cũng đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình tắt bếp, mình rớt cho dĩa ha, mình lột ra mình khử mỡ tỏi. Cua mình cũng đã luộc xong nha các bạn. Đây nè, mình cũng đã tách ra rồi, mà cái yếm cua đó mình cũng lấy ra rồi luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, quá trời luôn gạch nè, mình chỉ luộc sơ qua vậy thôi. Đây còn một lát nữa mình là mình cháy tỏi đó, cái càng nè nó bị xúc da đó các bạn. Mình chở qua trở lại rồi nó xúc da rồi, một lát rồi mình để chung với tỏi luôn, quá trời gạch luôn nè. Bây giờ tiếp theo là mình đi cháy mỡ tỏi nha các bạn. Mình có cái chảo dầu nó nóng rồi nha các bạn, mình cho tỏi với ớt vào. Khi chưa nó vàng rồi mình đã đổ đồ vô nha các bạn, đổ gia vị vô. Mình cho đường vào. Tiếp theo là mình cho nước mắm vào luôn. Cua bơ, một chút xíu bơ vào. Quậy cho nó tan, xíu xíu mình để cua vào luôn. Rồi mình đổ cua vào luôn nha các bạn. Thank you.
cho nhỏ nhỏ một chút xíu để cho có gia vị nó thấm vào cơm. Mình cũng đã rửa sạch nước rồi nha các bạn. Mình để chút xíu, một xíu nữa là mình đã tắt bếp, mình muốn cho dễ. Cua cháy tỏi bơ đó các bạn, đã làm xong nha các bạn. Đó, mình để con cua ra ngoài đó, hai cái càng bạc, thấy không, quá trời to luôn. Cua gạch, bởi cua gạch quá trời gạch. Đây các bạn xem thấy có hay có ngon, các bạn cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt xem để chia sẻ đến kênh của Tí Hoàng Vlog nha các bạn. Đến đây đã kết thúc rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn.